Vợ Khánh Đơn bất lực kể về con riêng của chồng và Lương Bích Hữu. Cái tên Khánh Đơn có lẽ không còn quá xa lạ đối với thế hệ 8X, 9X. Không chỉ là một nhạc sĩ tài năng, anh còn là ca sĩ sở hữu nhiều bài hát gắn liền với thời thanh xuân của giới trẻ một thời. Và chuyện tình giữa Khánh Đơn, Lương Bích Hữu cũng đã từng là tâm điểm ồn ào trong suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, cô gái Trung Hoa vướng nghi vấn là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân giữa Khánh Đơn và vợ cũ. Năm 2016, khi Lương Bích Hữu mang thai đứa con với Khánh Đơn, thì sự giận nứt của cặp đôi lên đến đỉnh điểm. Quá giận người đàn ông bên cạnh mình, nữ ca sĩ đã một mình bỏ sang Canada định cư và sinh nở, cắt hoàn toàn liên lạc với Khánh Đơn. Theo Lương Bích Hữu, lý do cả hai chia tay vì Khánh Đơn không tốt, vô tâm và không có trách nhiệm nên không thể tiếp tục đi cùng nhau được. Sau khi sang Canada sinh con một mình, Lương Bích Hữu cắt đứt liên lạc và thậm chí không cho anh gặp con. Sự đoạn tuyệt của người cũ khiến Khánh Đơn vô cùng ân hận, đau khổ. Bản thân anh luôn mong có một cơ hội để xin lỗi Lương Bích Hữu và được gặp con. Sau lùm xùm tình cảm với Lương Bích Hữu, Khánh Đơn có bạn gái mới Huỳnh Như và nhanh chóng kết hôn. Cả hai đã có hai nhóc tỳ xinh xắn, khó khỉnh. Mới đây, nam ca sĩ và bà xã kém 8 tuổi Huỳnh Như đã có mặt trong chương trình Chuyện Ngại Nói. Tại đây, lần đầu tiên Huỳnh Như nói về Khánh Đơn và con gái riêng với Lương Bích Hữu. Tại đây, cả hai thu hút nhiều sự chú ý khi thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cũng như những góc khuất mà Khánh Đơn và Huỳnh Như chưa từng hé lộ trước truyền thông. Khi được nói về chồng của mình, Huỳnh Như tự hào nói, anh Khánh Đơn có phong cách bề ngoài rất khác với nội tâm bên trong. Anh ấy rất hiền lành, ấm áp, ở nhà thuộc tuyết đoàn ông của gia đình. Anh ấy rất chiều tôi, có những ngày tôi lỡ ngủ dậy muộn chút xíu, đến khi thức giấc đã có cơm nước sẵn sàng hết rồi. Anh ấy còn giữ con, chơi với con rồi một tay nấu hết cơm, không thèm gọi tôi dậy, cứ để tôi ngủ đến khi mệt rồi dậy. Tôi gặp chồng trong một buổi tiệc của bạn, hai đứa đã có tình ý với nhau từ đó, nhưng tôi là con gái nên đâu dám nói ra. Huỳnh Như nghẹn ngào chia sẻ, trong năm đầu tiên tôi ở chung với anh Khánh Đơn, tới ngày sinh nhật của con gái riêng anh ấy lủi thủi đi mua quà một mình, để trong cốp xe. Anh ấy không dám mang món quà lên nhà, vì sợ để tôi thấy thì suy nghĩ, buồn phiền. Món quà màu hồng còn con tôi lại là con trai. Vô tình tôi xuống xe lấy đồ thì thấy món quà đó, mới hỏi chồng mua quà cho ai đấy. Lúc đó anh ấy mới thú nhận và mong tôi đừng suy nghĩ gì hết, vì đó là trách nhiệm của người làm cha. Cảm giác của tôi lúc đó không hề ghen tuông, tôi không nghĩ một người đàn ông bụi bặm ăn chơi như anh Đơn lại rất thương con mình. Đến hôm nay tôi mới nói câu chuyện này, chính chồng tôi cũng không biết. Đó là tôi đã biết được khoảng trời riêng của chồng trong góc làm việc. Anh ấy thường viết tâm tư, tình cảm của mình vào đó. Đó là quyền riêng tư của anh ấy. Tôi biết chỗ chồng giấu những tâm tư nhưng không động vào. Tôi biết anh ấy có nhiều tâm tư tình cảm nhưng chỉ biết gói gọn vào đó. Tôi cảm thấy bất lực vì không thể giúp gì cho chồng trong việc này. Tôi cố gắng sinh thêm được một bé gái giúp chồng được an ủi phần nào để đỡ nhớ con gái riêng của mình. Chia sẻ của bà xã Khánh Đơn khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hiện tại trước chia sẻ của bà xã Khánh Đơn, Lương Bích Hữu vẫn hoàn toàn im lặng. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã dành tặng lời khen cho tấm lòng nhân hậu, bao dung của Huỳnh Như. Trải qua những cuộc tình ồn ào, khán giả vui mừng khi nhìn thấy Khánh Đơn đã tìm thấy hạnh phúc đích thực bên người vợ hiện tại.